Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Càng Cao Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy cao để cho mọi người lựa nhá. Đầu tiên con máy này đấy, con này thì chắc China hay Taiwan gì đó xuất nhập nha mọi người. Đấy, hình của con này thế này đây. Con này chất liệu là graphic đây, chất liệu là graphic nha, chất liệu là graphic. Con này size 1000 nha mọi người, size thực của nó là size 1000. Đấy, tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được, gập tay ok nha mọi người. Đấy, gập tay này con này, cái lãi khóa một chiều cũng bị làm sao rồi, lãi khóa một chiều nó bị làm sao rồi, mọi người về kiểm tra nhé. Đấy, côn này cước số 2 vào 120 mấy, cước số 3 vào 100 mấy, cước số 4 vào 80 mấy nha mọi người. Đấy. Radio, và thử có radio không, nhìn thấy radio thì mình thử cái radio thử xem bao nhiêu. 1 2 3 4. Radio khoảng cỡ 4.7, 4.8 nha mọi người. Radio khoảng 4.7, 4.8. Đấy. Cái khuyên trượt cước của nó còn khá là đẹp nè. Đấy, ok. Số 1 50.000, số 1 50.000 nha mọi người. Số 2 con máy này. Đấy, ngoại hình. Con này size thực của nó 1000 nha mọi người, size thực 1000. Đấy, khóa một chiều này. Con này chỉ có một chế độ là khóa một chiều như thế thôi nha mọi người, không có chiều mở hết. Tay đảo tay trái phải và gập tay được, đảo tay trái phải và gập tay được. Chất liệu là graphic nhé, chất liệu là graphic. Này, khuyên trượt cước còn ok. Hơi bị hang hang tí, về đánh xí là sạch sẽ à. Đấy. Radio của nó là 4.7 nha mọi người. Radio 4.7. Cước một cước số 1.5 là vào 100 mấy, số 2 vào 80 mấy và số 3 vào 50 mấy. Đấy. Ok. Này con số 2. Số 2 50.000 nha mọi người. Tiếp theo số 3 con máy này đây, cái nắp chỗ này nó hơi bị bể một tí nhưng không sao nha mọi người. Chất liệu là graphic, chất liệu là graphic. Size thật của nó là 1000, size thật của nó 1000 nha mọi người. Tay đảo tay trái phải được, tay đảo tay trái phải và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Đấy, khóa một chiều này, khuyên trượt cước còn ok này, về đánh vệ sinh xí là sạch đẹp này. Radio của nó là 5.3, radio của 5.3, cước 0.25 ly là vào 110 mét, 0.3 ly vào 100 mét và 0.35 ly vào 70 mét nha mọi người. Đấy, nó tải gì đây? À đây, cứ số 2 vào 120 mấy, số 3 vào 100 mấy và số 4 vào 80 mấy. Đấy nha mọi người. Rồi số 3. Số 3. 50.000. Tiếp theo. Số 4 là một con máy của thằng nào đây? Như thằng Excellent này. Con này thì nhìn hơi cũ nhưng mà mình thấy nó chạy cũng khá là ok nhá. Này, này. Có cái tay chỗ này nó hơi rích, chỗ này nó hơi rích nha mọi người. Đấy. Này, khóa một chiều này, mở này. Đấy, chất liệu là graphic, chất liệu là graphic. Size của nó khoảng 700 thôi, size nó khoảng 700 nha mọi người. Này. Nó đang bị rít nha mọi người. Đây, khuyên trượt cước của nó đây.
Ok. Con này Korea, xuất Nhật. Con này số 4. Số 4, 30 Số 5 là con máy này. Chất liệu là graphic mọi người, chất liệu là graphic. Size 1000, size 1000 nha mọi người. Đấy. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập tay được. Khuyên trực cước này, khuyên trực cước bị hang dĩ này. Bị hang là mọi người về đánh đây xíu nhé. Đấy. Một ổ bi cước số 2 vào 170 mấy, số 3 vào 120 mấy, radio của nó là 5.2. Đấy. Con này là số 5. Số 5, 40. Số 6, con máy này, chất liệu graphic. Chất liệu graphic, size 1000 nha mọi người, size 1000. Đấy. Mắt cước hay gì ta? Đây. Con này nó đang bị cái gì nó hơi cứng cứng nha mọi người. Đây, quay mấy vòng nó hơi cứng cứng. Đấy. Mà hình của nó đây, tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Radio của nó là 5.3. Tức số 3 vào 150 mấy, số 4 vào 100 mấy và số 5 vào 90 mấy. Này, ra trực cước đây. Khuyên trực cước. Ok. Đây là số 6. Số 6. 50. Con này China xuất Nhật á. Số 7, con máy này. Chất liệu là graphic nha mọi người, chất liệu là graphic. Đấy, chất liệu là graphic. À, con này size khoảng size 1000 nha mọi người, khoảng size 1000. Đấy, con này China xuất Nhật, tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Nó đang bị cứng này, đang bị cứng. Mọi người về mở ra kiểm tra nhé. Đấy, ratio của nó 5.2. Cước số 4 vào 150 mấy và số 5 vào 100 mấy nè. Rai trực cước của nó bị hang dĩ rồi. Về mọi người thay cái khác đi. Cái này thay đơn giản hoặc là mọi người đánh mà có cái máy đánh mà đánh đồng á, đánh đồng lưu đồng á, mọi người đánh phát là nó sáng liền ngay nha mọi người. Số 6, số 7. Số 7, 30. Con này nó bị mắc cái nắp chỗ này nhưng mà nó không quan trọng nha mọi người, mắc cái nắp đại chỗ này thẩm mỹ thôi chứ nó không quan trọng. Tiếp theo số 8 là con máy này, chất liệu là graphic. Đấy, chất liệu là graphic, size thực của nó khoảng 1000, size thực khoảng 1000. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đấy, con này chạy khá là trơn tru. Đấy. Cước số 2 vào 130 mấy, số 3 vào 100 mấy và số 4 vào 70 mấy. Radio của nó là 5.5. Đấy, khuyên trực cước còn đẹp. Con này số 8. Số 8, 50 nghìn rồi, chắc liệu là graphic. Đây. Con số 9. Số 9 là chất liệu là graphic, size của nó khoảng gỡ size 2000 nha mọi người. Size con này khoảng size 2000. Đấy. Tay không đảo tay trái phải và cũng không gập được nhé, không đảo tay trái phải và cũng không gập được. Đấy. Khóa 1
chiều này, mở đây. Cứ số 2 vào 150 mấy, số 3 vào 120 mấy và số 4 vào 90 mấy cho người. Radio của nó là 4.3. Đấy, khuyên này còn ok. Mà con số số máy bây giờ số 9. Số 9 50 nha mọi người. Số 10 là con máy này. Chất liệu là graphic nha mọi người, chất liệu là graphic. Con này size thực của nó tầm 2000, size thực của nó tầm 2000. Đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được. Này, con này Korea xuất Nhật. Có một chiều này, mở này. Ok. Khuyên ra cước này, còn ok này. Nó tải 4 ký máy cá. Radio của nó là 5.3. Cước 0.3 ly là vào 100 mấy, 0.25 mà hai máy đây. 0.2 máy là không thấy nữa. Vào 150 mấy và 0.2 ly vào 230 mấy. Ủa. À đúng rồi, từ cao xuống thấp. Ok. Này số 10. Số 10. 50. Tiếp theo số 11 con này. Chất liệu là graphic nha mọi người. Size của nó tầm size 1000, size của nó tầm size 1000. Đấy. Korea xuất Nhật. Không, con này đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay được. Khóa một điều này, mở đây. Cước 0.22 ly vào 130 mấy, 0.28 ly vào 100 mấy và 0.3 ly vào 80 mấy nha mọi người. Đây. Tải cá khoảng 4,5 kg ấy. Radio của nó khác ta. Để thử radio được. 1 2 3. Radio khoảng cỡ 3.8 3.9 nha mọi người. 3.8 3.9. Con này số 11. 11 50. mười hai là một con này, máy này hình như Ryobi, hình như là Ryobi, theo mình nhớ Ryobi, nó nội địa da băng nha mọi người. Đây AC này, dòng AC này là hình như con Ryobi này. Radio của nó là 3.2 nhá, radio của nó 3.2, nó bằng kim loại nha mọi người, nắp là bằng nhựa, cấu là bằng nhựa nha, còn nó bằng kim loại nhá. Tay thì không đảo tay trái phải được và cũng không gập được nhá. Đấy. Ok. Không có thông số cước nên mình không có đọc được nha. Thế thôi. Màn hình còn khá là đẹp. Đây, người nhìn rất là đẹp. Con này con số mười mấy ta? Số 10, số 11, số 12. 12. Số 12, 60 nha mọi người. mười ba cũng con AC 10. Con này thông số y chang như cái con số 12. Đấy, thông số y chang luôn. Ui. Nhưng mà con này đang bị bó nha mọi người. Đang hơi bó hơi nặng nặng. Đấy. Tra dầu mỡ rồi gì vào tùy mọi người nhé. Đấy.
mình thấy đang bị bó thế này đây. Được. Ok. Màu hình thông số của nó thì y chang con số 12. Con này số 13. 13. Con này bán 50.000. 13 50.000. Con này số 14 này, chất liệu là graphic. Đấy. Size thực của nó là 1.000, size thực của nó 1.000. Tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được, mà cái nắp đại chỗ này thì nó bị bể nha mọi người, nhưng mà vẫn còn vít vặn này, vẫn còn vít vặn này. Đấy, những cái nắp đại thì nó bị bể rồi. Khóa này. Ok. Khuyên ra cước nè, còn ok này. Đấy. Radio 4.2. Cước 0.3 và 100 và 200 mấy, 0.35 và 160 mấy và 0. mấy là chắc 0.4 vào 100 mấy. Tải cá khoảng được khoảng 6 ký máy cá nha mọi người. Đấy. Ok. China xuất nhập. Con này con số số 14. 14 50. 50.000 nha mọi người. Số 15 là một con máy siêu star. Con này thì Korea xuất nhập nha mọi người. Đây, ngoại hình của nó đây. Con này size 1.000 nha mọi người, size 1.000. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đang hơi bị nặng nặng, hơi nặng nặng tay. Ok. Khuyên ra cước này, còn ok này. Đấy, nó tải khoảng cá 4,5 ký. Cứ số 2 vào 170 mấy, số 3 vào 120 mấy và số 4 vào 100 mấy. Radio của nó đâu ta? Mình thử cái radio của nó xem thử khoảng bao nhiêu. 1 2 3 4 Radio khoảng nó 4.8 nha mọi người, khoảng 4.8. Con này con số 10 mấy rồi ta? Số 10 15 à. 2 4 6 8 10 12 14. Này, số 15. 15. 15, 60.000 nha mọi người. Mười sáu là con Ryobi AC 20. Đây, Ryobi AC 20 nha mọi người. Con này size của nó, size thật của nó là 2.000. Hơi bó bó. Đây, khóa một chiều này. Ở này. Đấy. Chất liệu là bằng kim loại nha mọi người, kim loại, nắp là bằng nhựa, cấu bằng nhựa luôn. Đấy. Tay thì không đảo tay trái phải được, không đảo tay trái phải được và không gập được nhé. Không đảo tay trái phải được nhưng mà gập được nha mọi người, gập được. Đấy. Khuyên trượt cước còn ok này. Cước số 2 vào 290 mấy, số 3 vào 200 mấy, số 4 vào 130 mấy. Đây. Cá thì tải được cá khoảng 4,5 ký nha mọi người. Ok. Con này số 16.
16, 80. Số 17. Số 17 cũng còn là con y con nãy, con Ryobi AC20. Đấy, con này size cũng size 2000 nha mọi người. Size 2000, chất liệu là bằng kim loại, nắp nhựa, cấu nhựa này. Đấy. Đấy. Khóa một chiều. Đây. Ra trượt cước này. Nó bị oxy hóa này, mọi người về đánh nó nhé. Đây, thông số cước thì y hồi nãy thôi. Cước số 2 và 290 mấy, số 3 và 200 mấy, số 4 và 130 mấy. Cá thì tải khoảng 4,5 kg. Ratio của nó thử coi. 1 2 3 4.1, 4.2 gì đó người. Radio khoảng 4.1, 4.2 tới chúng ta à. Radio của nó khoảng 3.9. Radio của nó 3.9 nha mọi người. Con này con số 10 17. Tám mươi. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và một điều nữa là trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra cẩn thận xem có đúng hàng hay không, và có bị bể vỡ gãy nứt gì không nha mọi người, hay bị sai sót gì so với trên video hay không. Đấy, rồi mọi người có sai sót gì thì trục trặc gì thì mọi người phải báo ngay cho mình liền lúc đó luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng mà đã nhận hàng rồi với báo cho mình bị này bị kia nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.